tụi nó đang dàn cảnh để lấy đồ đó, kiểm tra đồ ngay lập tức. Mình nói tiếng Việt mình la rất là to luôn, xong rồi mấy người kia cũng bị hơi giật mình. Tóc đỡ ngu chưa? Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của Bellcraphy. Hôm nay thì Bell sẽ chia sẻ về những trải nghiệm du lịch của Bell. Nhưng mà ở lần đầu tiên chia sẻ về trải nghiệm du lịch này á, thì Bell sẽ muốn kể cho mọi người nghe về những sự cố mà Bell gặp được trong những chuyến đi của mình. Bellcraphy. Sự cố đầu tiên là ở thành phố Houston, tiểu bang Texas của Mỹ vào năm 2018. À, đây là lần thứ hai mà Bell quay trở lại nước Mỹ. Lần đầu tiên thì nó suôn sẻ trơn tru tất cả mọi thứ, nhưng mà ở lần thứ hai này thì nó gặp khá là nhiều những cái rắc rối trong suốt chuyến đi của Bell. Nhưng mà đây là cái rắc rối lớn nhất, và nó thậm chí là nó còn gây ám ảnh tới Bell trong tới giờ này, và kiểu mỗi lần mà kể lại mình vẫn bị nổi da gà. Ngày hôm đó thì Bell đang ở thành phố Houston của Texas, đúng không? Thì cái lịch trình ngày hôm đó là Bell cùng với lại một người chị sẽ đi vào khu mua sắm shopping mall tên là Galleria ở Houston để mà mua sắm từ sáng cho tới chiều. Thì tối ngày hôm đó thì Bell sẽ đi xem concert của Pentatonix. Sau khi xem concert xong thì Bell sẽ về nhà của một nhỏ bạn ngủ ké, và sáng sớm ngày hôm sau thì Bell sẽ bay qua San Francisco. Thì từ sáng tới chiều đi mua sắm ở Galleria thì nó không có gặp bất kỳ trục trặc gì hết. Thì tới khoảng 5 giờ chiều hai chị em mới ghé lại khu Hồng Kông 123 gì đó, bé không nhớ rõ, nhưng mà nó tên là khu Bel Air, để mà ăn tối tại một nhà hàng Trung Hoa tên là Jasmine, trước khi mà chị sẽ ghé chở Bel đến chỗ xem concert của Pentatonix. Thì chị sẽ chạy về nhà, Bel xem xong thì nhỏ bạn nó sẽ qua nó đón Bel về nhà, nó ngủ ké một đêm để mà Bel bay qua San Francisco. Thì cái sự tình nó như thế này: tất cả những ngày trước, cái ngày hôm đó là ngày cuối cùng mà Bell ở Texas rồi, Houston rồi. Tất cả những ngày trước mà khi mà Bell đang Bell ở Texas á, ở Houston á, thì mọi người luôn warning mình một điều rằng là khi mà mình đi đâu, mình dừng xe lại á, mình không được để bất kỳ một đồ đạc gì ở trong xe mà ở ngoài nhìn vô có thể thấy được. Phải bỏ tất cả mọi thứ mà mình không có mang theo bên mình á, bỏ vô trong cái cốp xe. Nhưng mà cái việc bỏ vô cốp xe mình cũng phải thực hiện trước khi mà mình đến cái nơi đó. Nếu mà mình tới nơi rồi mình đậu xe, mình mới mở cửa xe, mình lấy đồ ra, mình mở cốp xe, mình bỏ vô, thì những bọn gian manh nó cũng thấy luôn, và nó sẽ quan sát hành động của mình. Thì cái buổi hôm đó thì khi mà tới cái nhà hàng Trung Quốc á, thì Bell với lại chị kiểu cũng khá là hồn nhiên. Mặc dù Bell có nói chị rằng là chị ơi, hay là để em đem ba lô với lại đồ đạc mà mình mới mua đi vô trong ăn. Thì chị mới nói một câu rất là: thôi không có sao đâu, mình vô mình ăn có chút xíu mà. Bản thân của chị mình cũng không có đến từ khu Bel Air, nên là chị không có thói quen với tất cả những bạn bè và người quen của Bel sống ở khu đó, là họ luôn cảnh giác. Nên là hai chị em cứ vô tư đi vô ăn. Mà vô tư tới mức là ở ngay trước cửa nhà hàng, người ta có đăng, người ta có dán một cái bảng thông báo rồi, rằng là chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm với bất kỳ một sự mất mát nào mà quý vị để ở trong xe. Thì hai chị em còn nhìn vô đó rồi cười khẩy nữa. Đi vô đó ngồi ăn khoảng 30 phút xong rồi đi ra. Hai chị em đi tới đâu, ở trên cái hành lang á, thì thấy những cái dăm kính, những cái mảnh kính bị vỡ. Nó càng đi á, thì nó càng nhiều hơn. Xong chị mới nói với mình là: ủa Đạt, Đạt là tên thiệt của Bell, mình đổi thành Bell đi nha. Ủa Bell, sao chị thấy á, xe ai bị đập á, mà sao kính bể nhiều quá. Cái mình càng đi lại gần cái vị trí của xe mình thì thấy kính càng nhiều hơn, mà chưa có thấy xe của mình, tại vì cái xe của mình bị che bởi một cái xe khác đậu kế bên nữa. Xong rồi đi gần tới cái xe á, chị mới la lên là: chết rồi Đạt ơi, xe của mình bị đập rồi, em đứng lại, em đứng lại. Chị nói vậy đó, y như là kiểu trong phim hành động: em đứng lại, em đừng có đi nữa. Chị cũng: thôi bây giờ hai chị em mình đi vô lại nhà hàng đi, xong rồi gọi cảnh sát tới. Xong rồi Bell mới kêu là: từ từ chị, mình coi là xe mình bị đập cửa có thiệt không. Rồi chị đứng đây để em ra em nhìn coi là có bị mất cái gì chưa. Thì lúc mà Bell nói cái câu đó thì hai chị em vẫn chưa dám tiến lại gần xe, tại vì
quan sát xung quanh đó là thấy bên đằng gần gần đó khoảng vài chục mét là có một chiếc xe hơi đang mở đèn, kiểu như là trước khi mà mình sẽ bị chứng kiến cái vụ này á, thì mình thấy một số cái vụ khác nữa mình xem qua ở trên mạng trước đó, trên internet trước đó là người ta còn tới đập xe lấy đồ không đi, không là chưa chưa dừng lại ở đó đâu, người ta còn canh chủ xe đi ra, người ta kê dao hoặc là kê súng vô nữa, nên là rất là khủng khiếp. Có nghĩa là lúc đó là hai chị em kiểu mặt mày tái xanh, không còn một miếng máu nào nữa rồi, và chỉ xác định kịp một một điều là cái ba lô của Bell để ở trong xe đã bị mất rồi, trước mắt là như vậy thôi. Sau đó thì đi quay lại ở bên trong nhà hàng thì cũng có nói với họ, nhưng mà họ cũng so sorry, họ rất là tiếc là họ không có thể giải quyết được, tại vì họ cũng đã cảnh báo với mình rồi và cái này là một cái rủi ro thôi, rất là xin lỗi là chúng tôi không thể giúp được. Sau đó thì tụi mình có nhờ họ gọi công an, nhưng mà họ cũng nói là thôi cái này nó cũng không phải là nhiệm vụ của chúng tôi, nên là thôi vui lòng tự gọi giúp, tại vì chúng tôi cũng đã warning trước rồi. Thì chị của mình mới gọi công an. Gọi công an thì họ cũng nghe máy, nhưng mà đứng đợi khoảng 25-30 phút rồi thì vẫn không thấy bất kỳ một tín hiệu gì cả, trong khi hai chị em lúc đó đứng rất là run, rất là sợ luôn, tại vì cái xe kia nó vẫn chưa có chạy đi nữa. Và tới lúc này á, thì Bell mới kịp định hình trong đầu là thôi bị mất cái ba lô thì cũng không sao đâu chị ơi, mà cũng sắp tới giờ em xem concert rồi, với lại vé thì em cũng đã mua rồi, mà lần trước thì em cũng đã bị lỡ concert của nhóm Pentatonix ở Bangkok rồi, nên là lần này em đã rất là quyết tâm để đi xem, nên là thôi của đi thay người, nó mất rồi thì cũng không sao hết, chị cứ chở em tới xem concert đi rồi chị chạy về để còn muộn, để rất là muộn nữa. Nên là hai chị em vẫn lên xe, nhưng mà lên được tới xe rồi thì vẫn rất là run, tại vì vẫn nhìn xung quanh xem là có ai đang theo dõi quan sát mình hay không, tại vì một bên kính cửa đã bị đập rồi, mà buổi tối hôm đó thì rất là lạnh nữa, nó vào khoảng tháng gần tháng 11, trời cũng gần gần vào đông rồi, nó rất là lạnh lạnh luôn, mà chạy buổi tối về thì rất là thương chị, là chị chạy kiểu cũng khoảng 45 phút tới một tiếng nữa thì mới về tới khu nhà của chị ở bên bên chỗ khác, cũng ở Texas luôn, nhưng mà nó không có ở cái khu Bel Air đó. Thì hai chị em lên xe thì tiếp tục kiểm tra đồ đạc, tại vì chị mình cũng có để một số đồ ở trong, và quan trọng nhất là gì, là chị mới vừa mua một con iPhone mới nhất cho chồng của chị và còn để trong hộp nha. Nhưng mà may mắn á, là cái hộp đó được để ở trong cái kệ để hồ sơ ở cái ghế đằng trước xe, thì cái chỗ đó là Bell ngồi kế bên chị là người lái xe, thì mở ra thì cái hộp đó vẫn còn, tại vì trước khi mà mở cái hộp đó là đã thấy cái ba lô của Bell mất rồi thì rất là lo. Xong rồi chị mới kêu là lục xem cái Apple Watch của chị ở bên cái ngăn kế bên có còn không, thì hên là nó vẫn còn, rồi cái kính Chanel của chị nó còn không, hên quá vẫn còn. Là tóm lại thì chỉ có một mình Bell bị mất đồ thôi, chị thì không sao, nên là mình cũng tạm ngẫm lại ở trong cái ba lô đó của mình là bao gồm những gì, thì mình mới thấy là cũng không mất gì nhiều lắm. Có một cái ba lô mình mới mua, mình đi outlet mình mua một cái ba lô Coach để mình đeo mình đi làm, là cái ba lô đó đó mình lấy ra mình xài ngay. Trong cái ba lô đó thì mình có để hai cái ví, cũng là ví của Coach mình mua ở outlet cho mọi người luôn, và một vài món đồ nhỏ nhỏ mà mọi người nhờ mình mua giùm, mình mới kịp bỏ tiền túi ra mua thôi. Nhưng mà bây giờ nó mất rồi thì chắc chắn mình phải chịu, tại vì mọi người còn chưa nhận được đồ mà. Nên là lúc đó thì cũng rất là may là trước khi mà Bell qua Texas á, thì trường đại học của Bell mà Bell đi công tác á, người ta có hoàn trả lại toàn bộ chi phí trong chuyến đi cho Bell là vài ngàn đô, Bell không nói con số cụ thể, xong rồi toàn bộ là người ta trả bằng tiền mặt. Thì rất là may là trước khi mà vào khu mua sắm sáng ngày hôm đó thì Bell đã kịp lấy cái phong bì mà có tiền mặt đó ra, Bell để ở trong cái cross bag Bell đeo trên người. Cũng may một điều, một cái mẹo là Bell cũng hay làm á, là mình đi đâu thì tất cả những giấy tờ tùy thân quan trọng mình sẽ đeo ở bên người, đặc biệt là ra nước ngoài thì nó sẽ là cái cuốn passport, thì Bell đeo ở cái túi đeo chéo ở trên người á, thì cái cuốn passport và tiền mặt của Bell là nó ở trong. Xong rồi mình đi xem concert Pentatonix về, mà trong lúc xem á thì mình cũng rất là thấp thỏm, tại vì không biết là chị của mình có về tới nhà chưa, thì mình chỉ thật sự enjoy cái concert khi mà chị mình về tới nhà rồi, nhắn tin cho mình là chị về nhà an toàn rồi, nhưng mà bây giờ chị vẫn còn hơi sợ, nên là chắc còn rất là lâu nữa chị mới dám quay trở lại khu Bel Air đó đó Đạt ơi. Nên là mình vẫn tiếp tục xem và enjoy cái concert đó cho tới khi hết concert, nhỏ bạn mình tới đón
Rồi nó hỏi ủa đồ đạc của anh đâu hết rồi Bèo, người mới nói là đó 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 đó. Cái nó mới la mình, nó kêu trời ơi 3 ngày hôm trước anh ở với em đã nói anh rất nhiều lần rồi là anh phải luôn luôn thế này thế kia, thế này thế nọ. Vì bé đó nó rất là cẩn thận và nó luôn 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 nhắc mình. Cái trong một phút sơ suất thôi vì đói bụng thôi đó, mọi người thấy không, cái việc mình đồ ăn nó sẽ làm mù mắt mình bất kỳ một lúc nào đó mà mình không biết được. Nhưng mà sau khi về tới nhà, lúc mà Bell ngồi Bell pack đồ, Bell soạn hành lý để sáng ngày hôm sau Bell bay qua San Francisco á, thì mới phát hiện ra một điều nữa rằng là ở trong cái ba lô đó nó có cái ví của Bell. Trong ví thì không có tiền mặt nhưng tất cả giấy tờ thẻ ngân hàng của Bell nó đều nằm ở trong đó. Và rất là may là lúc đó là nửa đêm ở bên Mỹ, Bell về tới nhà là khoảng 1 giờ sáng rồi. Sau cái concert rất là dài đúng không? Mình về tới nhà là 1 giờ sáng, thì ở bên Việt Nam thì lại là đầu giờ chiều, người ta đang vẫn còn làm việc, vẫn còn trong tuần. May mắn là như vậy thì Bell vẫn gọi điện về và nhờ khóa tất cả các thẻ lại vẫn kịp, chưa có bị mất mát gì ở trong thẻ cả. Nhưng mà toàn bộ giấy tờ tùy thân của Bell mang theo á, trừ cái cuốn passport thôi, là nó đều đi theo cái ba lô đó luôn. Thì lần đó xong thì mình cũng rút ra một cái kinh nghiệm xương máu rằng là những cái giấy tờ tùy thân quan trọng á, mình sẽ phải luôn để bên mình. May là lần đó Bell còn cuốn passport trong người, chứ nếu không thì cũng không biết là nó sẽ ảnh hưởng tới lịch trình của mình như thế nào nữa. Tại vì mình chắc chắn là sẽ phải hủy cái chuyến đi tới San Francisco, mình sẽ phải bỏ một đống tiền để ở lại Texas và làm lại cái cuốn passport của mình cho yên tâm, và chưa biết thời gian nó sẽ kéo dài bao lâu và chi phí thiệt hại sẽ là bao nhiêu nữa. Nhưng mà đó cũng là một cái bài học nhớ đời của mình, và mỗi lần mà mình với chị mình nhắc lại á, mình vẫn còn nổi da gà trước cái trải nghiệm đó, và mình tự hứa trong đầu là mình sẽ không bao giờ dám đặt chân tới Houston, Texas nữa, tại vì cái cảm giác rùng rợn nó vẫn còn. Tại vì chưa dừng lại ở chỗ mất đồ, bé có nói với mọi người rồi đó, nguy hiểm hơn nữa là họ còn lại họ chĩa dao hoặc là chĩa súng vô và cướp thêm đồ nữa của mình. Và cái ngày hôm đó là chị vừa mới mua iPhone đúng không, rồi chưa kể tới là họ sẽ lấy hết tiền mặt trong người Bell nữa, thì nó sẽ như thế nào nữa đúng không. Thì tóm lại thì lần đó Bell bị tổng thiệt hại trong cái ba lô đó, tính luôn tất cả các giá trị đồ đạc mua giùm và mua cho Bell và cho mọi người nữa, thì nó cũng lên đến gần 3.000 đô, thì cũng khá là sót. Nhưng mà biết sao bây giờ, may mắn là tiền mặt và passport của mình vẫn còn. Nhưng mà đó cũng là một cái mà Bell sẽ thật sự cẩn trọng trong những chuyến đi tiếp theo của mình. Một sự cố tiếp theo nữa trong các chuyến đi của Bell trong suốt những năm qua, nó cũng là một cái mà mình nhớ hoài tới bây giờ luôn đó. Nó chỉ vừa mới xảy ra vào chuyến đi châu Âu của mình và nhóm bạn hồi năm 2019, mới năm ngoái thôi, mới cuối năm ngoái, là vào khoảng tháng 9, tháng 10 năm ngoái. Thì tụi mình gặp một sự cố rất là đáng tiếc xảy ra tại Milan ở Ý. Milan bây giờ thì cũng là một ổ dịch về COVID-19 rồi, nhưng mà đây cũng là một cái câu chuyện mà tụi mình cần phải chia sẻ với mọi người để mà mọi người sẽ cùng rút kinh nghiệm chung với tụi mình. Tụi mình đến Milan là từ Budapest của Hungary tụi mình bay. Thì sau khi mà đáp xuống Milan á, tụi mình có đi taxi về lại nhà ga là Central Station của Milan, để mà từ đó, từ Central Station tụi mình sẽ bắt tàu đi khoảng 2 trạm là về tới khách sạn của tụi mình thuê. Thì tụi mình vừa mới lấy hết hành lý ở trên xe xe taxi xuống để vào cái trạm tàu Central Station để mà bắt tàu đi về lại cái trạm kia. Tụi mình mỗi bạn là sẽ khệ nệ một cái hành lý xách tay và một cái hành lý to, hành lý chính để mà đi lên tàu. Thì bốn đứa nhóm của tụi mình hôm đó là đi chuyến đó là 4 đứa, nhưng mà qua Milan thì chỉ có 3 đứa thôi. Thì 3 đứa đặt chân lên tàu là tổng cộng có 6 cái hành lý, rồi tất cả 3 đứa đều có mang cái cross bag ở trên người để mà cái túi đeo chéo á, để mà để giấy tờ tùy thân quan trọng cùng với tiền mặt. Tiền mặt thì đều bị chia ra để nhỏ khắp mọi nơi rồi. Tuy nhiên khi mà mình vừa bước lên tàu á, tàu vừa đi được khoảng 10-15 giây gì đó thôi, là có mình thấy xung quanh mình là có 3 đến 4 người. Rồi nhỏ bạn mình với thằng bạn đứng kế bên nó đang xì xầm chỉ trỏ vô cái vé, và có một người đang hỏi thông tin gì đó về cái vé đó. Thì hai bạn đó mới chăm chú nhìn qua, thì mình cũng mới nhìn qua, nhưng mà
với kiến thức hạn hẹp của mình thì mình không thể chỉ được, và người ta cũng hỏi ví dụ như là chữ N ở trên cái vé này nó có nghĩa là gì, what does it mean, can you explain, rồi này rồi nọ kia, thì hai đứa bạn của mình nó cũng rất là nhiệt tình. Tụi nó với bản năng tốt bụng vốn có, tụi nó nhào vô, tụi nó chỉ không biết, rồi tụi nó còn lấy điện thoại ra Google search đồ này nọ nọ kia nữa. Thì trong lúc đó mình mới thấy có một người chồm lên trước người của mình. Xong rồi mình nhìn xuống thì mình thấy là cái cross bag của mình nó bị mở ra rồi. Mà lúc nào mình cũng kiểm tra rất là kỹ, lên tàu này nọ mình kéo lại hết rồi, thậm chí là cái tay của mình còn giữ ở trong cái khóa kéo, tại vì mình đọc rất là nhiều bài rồi. Thì mình thấy nó mở toang ra. Xong rồi mình mới giật mình thò tay vô, thì mình rờ là mình thấy giấy tờ là cái passport cộng với lại cái ví của mình nó vẫn còn trong đó. Xong mình mới la lên bằng tiếng Việt rằng là tụi nó đang dàn cảnh để lấy đồ đó, kiểm tra đồ ngay lập tức. Mình nói tiếng Việt mình la rất là to luôn. Xong rồi mấy người kia cũng bị hơi giật mình. Thì nhỏ bạn của Bèo nó mới la lên là chết rồi, tao bị mất cái ví rồi. Nó mới la lên như vậy thì Bèo mới quay qua, Bèo chụp cái tay, tại vì Bèo thấy cái tay của cái bà mà đứng kế bên Bèo với lại con bạn Bèo. What are you doing? Cái Bèo mới cầm cái tay của bà đó, Bèo lắc 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 lắc. Thì cái ví rớt cái bẹp xuống. Cái ví vừa rớt xuống thì theo quán tính là nhỏ bạn Bèo nó rất là mừng, nó sẽ cúi xuống nó lụm ngay và mình cũng thở phào cho nó. Tuy nhiên á, mở nhìn ra ngoài thì thấy cái cánh cửa tàu nó đã mở ra rồi, và cái nhóm người đó đã kịp đi xuống tàu và tàu đóng cửa lại chạy tiếp. Thì con bạn Bèo nó mới kiểm tra ví thì nó phát hiện ra là nó bị mất một cái phong bì ở trong đó rồi, và cái phong bì đó chứa 1.000 đô. Sự việc nó xảy ra trong vòng tích tắc thôi, là trong khoảng 15 tới 20 giây thôi, và kiểu nó đã được lên kịch bản sẵn hết rồi, là mình làm gì thì mọi người sẽ phản ứng, những cái nhóm người đó sẽ phản ứng lại như thế nào á, và họ canh tới kiểu rất là chính xác tới từng tích tắc của cái kịch bản, là cái thời gian của tàu chạy như thế nào, để mà với một đống hành lý trên đó thì chắc chắn là, và chân ướt chân ráo nữa, tụi mình cũng không có dám là sẽ bỏ lại và chạy ra để mà rượt theo, rồi mình không biết là những cái rủi ro gì, những cái hiểm nguy gì nó đang chờ đợi mình ở ngoài. Nên là rất là khủng khiếp, là tụi mình cũng đã lên đọc rất là nhiều, cảnh giác rất là nhiều rồi, nhưng mà chỉ cần trong một tích tắc thôi là mình sẽ phải gặp những cái điều mà nó rất là rủi ro. Và kiểu ngày hôm đó xong là ba đứa down mood khủng khiếp luôn, kiểu lê đôi bàn chân bước đi trên con phố dài mà nó nặng nề từng bước một. Xong rồi hả, về tới khách sạn ba đứa nhìn nhau kiểu thẫn thờ mà nó chán, mà bây giờ thôi biết sao giờ, bây giờ mọi người lại cứ tự an ủi nhau là hên là mày mới chỉ bị mất một cái phong bì nhỏ đó thôi, mình đã chia ra rồi chứ chưa có mất hết, hên là nó còn quăng lại cái ví để giấy tờ tùy thân của mày vẫn còn ở bên trong đó, và hên là ba đứa mình vẫn còn an toàn ngồi ở đây, nên là thôi bây giờ cứ trấn tĩnh lại thôi, chứ mình mới vừa đi được có 1/3 hành trình thôi, không có gì, không được để cái mood mình nó down như vậy, tại vì nó sẽ rất là ảnh hưởng đến toàn chuyến đi. Thì đó, nó cũng là một cái bài học xương máu nữa với tất cả chúng ta, rằng là kiểu khi mà mình đi du lịch nước ngoài á, mình phải thật sự cẩn trọng với tất cả những cái tình huống đó. Và là một người đi nhiều, rất là nhiều như Bèo và nhóm bạn của Bèo mà vẫn để những cái chuyện đáng tiếc đó xảy ra, thì đúng là kiểu tai nạn á, mình nó ập đến bất ngờ mình sẽ không biết trước được, và kiểu mình đã chuẩn bị, mình đã tìm hiểu rất là kỹ, nhưng mà nó vẫn có thể xảy ra đến bất cứ lúc nào. Cho nên là một cái lời khuyên đối với tất cả mọi người, rằng là tất cả tụi mình, tất cả chúng ta trong tất cả những chuyến đi á, mình đều phải thật sự cẩn trọng trong tất cả những cái tình huống nhỏ nhất. Và cái quan trọng nhất mình vẫn sẽ phải luôn mang bên mình, đó chính là cái giấy tờ tùy thân của mình. Mình không có được, kiểu mình không có được để rời mắt ra bất cứ lúc nào. Tại vì mất tiền, mất gì còn được, mất điện thoại này nọ thì vẫn được, chứ đừng có để mất giấy tờ tùy thân này nọ thì nó sẽ gây nên rất là nhiều rắc rối cho mình. Thậm chí là nếu mà mình bị mất giấy tờ tùy thân ngay cái trước chuyến bay của mình bay về lại thì chắc chắn là mình sẽ bị mất luôn cả cái vé máy bay đó rồi, vì nó sẽ dẫn đến những cái rắc rối về sau nữa. Trên đây là hai cái sự cố mà Bèo không may gặp phải trong suốt những chuyến đi của mình, và với cái hành trình của mình đã được đi qua rất là nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ và rất là nhiều thành phố trên khắp thế giới, thì chắc chắn là sẽ còn rất là nhiều câu chuyện muốn chia sẻ với mọi người rồi. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video ngày hôm nay. Bèo sẽ quay trở lại với những nội dung chia sẻ tiếp theo thú vị hơn nữa. Và nếu mà mọi người cũng có những cái tình huống nào tương tự diễn ra, hoặc là những cái sự cố gì mà mọi người muốn chia sẻ với Bèo cũng như là với những người đang theo dõi video này, thì để lại comment ở phía bên dưới nha. Xin cảm ơn mọi người rất là nhiều đã theo dõi video ngày hôm nay. Chúc mọi người thật nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại.